Hello, hello everybody, 500 anh em, support Hùng, Chu đây. Hùng sẽ giới thiệu đến anh em some mẫu giày badminton sale and khuyến mãi 40% cho 60%, à nhầm percent hay gì nhỉ? Chắc là percent anh em nhỉ? Ok, xin chào tất cả các bạn đến với video của Hùng. Tại cái video ngày hôm nay, Hùng sẽ giới thiệu đến anh em 17 mẫu giày. Tay mình không đủ 17 ngón. Giờ thêm chân lên nhá. Ôi, hôm nay Hùng sẽ giới thiệu anh em 17 mẫu giày cầu lông Li Ning chính hãng trong tầm giá từ 520.000 đến 1.2 triệu. 520.000 là đôi giày rẻ nhất, 1.2 triệu là đôi giày đắt nhất. Sẽ có 3 tầm giá sau, Hùng sẽ lần lượt giới thiệu anh em đến anh em. Tầm giá thứ nhất đó là từ 520 đến 750. Tầm giá thứ hai là trên 750 đến 980.000 và tầm giá tiếp theo là trên 980.000 đến 1.2 triệu. Đó thì Hùng sẽ giới thiệu từ tầm giá thấp đến tầm giá cao. Và nếu trong số các bạn đang theo dõi cái video này mà các bạn đang có nhu cầu mua giày cầu lông, hoặc là những các bạn bè của bạn đang có nhu cầu mua giày cầu lông thì hãy giới thiệu họ đến với Hùng. Nếu các bạn không muốn phải mua phải những đôi giày cầu lông fake, những đôi giày cầu lông nhái kém chất lượng và đi vài ngày bong keo thì hãy xem cái video này. Nếu các bạn muốn mua giày với mức giá hợp lý nhất, không bị mua đắt, không bị mua hớ thì mọi người hãy xem video này. Và nếu các bạn muốn sở hữu cho mọi người một đôi giày cầu lông Li Ning chính hãng chất lượng với mức giá phù hợp nhất và đáng đồng tiền bát gạo nhất thì anh em hãy xem video này. Và không làm mất thời gian của mọi người cũng như thời gian của Hùng nữa, chúng ta let's go. Ok, từ 520 đến 750.000. Đôi giày đầu tiên Hùng muốn giới thiệu đến các bạn. Mẫu giày này chính là mẫu giày 520.000. Mẫu giày này có mã là Li Ning AITN001. AITN001. Mẫu giày này thuộc giày tầm trung hãng Li Ning với mức giá gốc là 399 tệ. Cho anh em xem hộp luôn nha. Ok, đây. Size 8 là size 41, 369 tệ. Đó. 369 tệ. Size 41 thì nó là bao tiền ta? Nhân thử cái nhá. 369 nhân tỷ giá tính 3,4 đi. Thì nó rơi vào khoảng 1.250.000 anh em ạ. À đúng rồi, 369 tệ nó rơi vào khoảng 1.250.000. Đó. Thì giá gốc của nó là 1.250. Tỷ giá bây giờ nó còn 3,4 thôi. 1.250. Đôi giày này đang được giảm giá tại shop của 1.250 còn 520.000 duy nhất size 41. Mẫu giày này thiết kế dòng đế cổ điển hãng Li Ning, đây là dòng đế mà Hùng hay còn gọi là dòng đế chuyên cho cầy sân bê tông. Đặc điểm của dòng đế này đó là nó làm bằng chất liệu cao su non minh kinh. Đâu nhỉ? Cái chữ non minh kinh nó viết ở đâu này? Đây anh em, nó mờ quá đấy, nó in dập nổi trên đế này. Nói chung là Hùng thua hết công nghệ rồi, chẳng qua là chỉ làm bằng chứng cho anh em thôi. Thì bây giờ không chỉ nữa nhá, cho video nó nhanh. Đấy, đế cao su non minh kinh, cho chất liệu cao su chống mài mòn cao. Và dòng đế này chuyên cho cầy sân bê tông. Dòng đế này cũng có đầy đủ công nghệ giảm chấn và cũng như là công nghệ chống lật. Đây, G chống lật đây, và mọi người có thể nhìn thấy chỗ này nó sẽ làm bè ra một chút. Đấy. Đôi giày này chuyên anh em cầy sân bê tông nhá. Và anh em nào không có chi phí cao và đi size 41 thì liên hệ Hùng. 1250 giảm còn 520.000. Đây, còn chất liệu da của nó thì rất là ngon. Không phải lo lắng nha, nếu mà lỗ da Hùng đền cho đôi mới luôn. Nổ da đến gấp 10 lần luôn ấy. Đây, da của Li Ning nó rất là xịn, da rất là bền, và phía trong này là lớp lưới, nó có cái này nó gọi điểm nhấn. Đấy. Đôi thứ nhất không làm mất nhiều thời gian, mình phải 17 mẫu mà mỗi mẫu mất chục phút thì chắc là chết. Tiếp theo chúng ta đến với mẫu giày thứ hai. Và đôi giày vừa rồi là màu hồng đỏ nha anh em. Nói chung là màu nó có hơi một chút nữ tính nên là mới có mức giá tốt như vậy, có 520 rồi đó. Mà quà tặng đúng rồi, giới thiệu với mọi người quà tặng của Hùng sẽ tặng thêm mọi người hai quần cán chống trơn đặc trị mối tay chân tuyệt vời bên Hùng và một móc khóa cầu lông kim loại. Và dĩ nhiên là về phí ship thì mọi người tự thanh toán nhá. Bán rẻ như này mà miễn phí ship cho mọi người thì thôi, không bán còn hơn. Bán phải có lợi nhuận chứ đúng không anh em? Không cần mặc cả nhưng mặc cả không bán. Mà chờ anh em mặc cả thì người khác mua rồi. Tiếp theo, mẫu giày có mã là Li Ning AITM069. Cũng là mẫu giày tầm cao của Li Ning, giá gốc cũng là 1.250.000. Vẫn dòng đế đấy, công nghệ đế tương tự nhau, chất liệu da thì con này thì làm theo kiểu da bóng. Con này làm theo kiểu da bóng thì ví dụ như kiểu dính bẩn dính bụi thì chúng ta có thể lau sạch, và dĩ nhiên về chất liệu da của nó thì cũng sẽ không bị lổ nha anh em không sợ là sau một thời gian anh em chơi nó bị nứt bị nổ ra. Giày Li Ning chính hãng mà những mẫu bên Hùng nhập thì nó đều chọn lọc hết, không bao giờ có điều đó. Mẫu này Hùng cũng đã bán từ rất lâu rồi, mẫu đỏ kia Hùng đã bán rất là nhiều lần hàng rồi, cứ nhập về lại hết. Đôi vừa rồi chỉ size 41 thôi, đôi này thì có size 39,5, có một đôi size 39,5, có hai đôi size 40 và hai đôi size 42, size 41 bên Hùng bán hết mất rồi. Nhập có 41 nhưng mà bán hết mất rồi, size 41 nhiều người đi nên là họ mua rất là nhanh. Đấy, anh em có thể nhìn thấy một đôi giày rất là nhã nhặn và đơn giản, chuyên cho cái sân bê tông. Đôi này giảm 1.250.000 còn 690.000, quà tặng tương tự hai quần cán chống trơn và một móc khóa. Tiếp theo, mẫu giày này là mẫu giày phải nói là từng đạt doanh số cao nhất của bên Hùng, mẫu giày Li Ning AITN019, và bây giờ Hùng sẽ cho mọi người xem mẫu giày đấy. Cũng là dòng đế đấy, không giới thiệu thêm, cũng 1.250 giá gốc, một màu sắc đen, màu này là đen tuyền, đen huyền hay đen gì đó anh em gọi, đen là đen gì thì gọi đấy. Thì mẫu này thì rất đơn giản và nhã nhặn, chúng ta vừa có thể đi đánh cầu cũng có thể đi chơi cũng rất là ok. Dòng đế thì vẫn thế, không có giới thiệu nhiều nhé, cứ nói đi nói lại mọi người lại bảo mất thời gian. Về chất liệu của con này nó đã sử dụng dòng chất liệu nó là mới hơn so với những con kia, nó sử dụng lưới dệt thì công nghệ này nó sẽ làm cho chúng ta đi vào chân nó cảm giác là nó sẽ
cảm giác dễ chịu cho chân hơn. Và chất liệu da thì chất liệu da mịn, da rất là mịn, cũng tương tự là chất liệu da thì rất là đảm bảo, anh em không cần phải lo. Trên này thì nó là kiểu lưới cào anh nghe đấy, và nó có các điểm nhấn là các cái người ta gọi là các cái miếng carbon, các miếng này gọi là miếng nhựa, miếng da bóng, da bóng in 3D khi ánh sáng chiếu vào nó nổi lên rất đẹp, nhưng mà không đang quay đấy, mọi người có thể nhìn thấy các điểm da bóng nó sẽ bóng bóng lên video này kiểu bảy sắc cầu vồng ấy, nhưng mà có vẻ là cái góc quay này nó không rõ lắm thì anh em xem tạm nhá. Còn nếu mà anh em thực sự ấy thì nhắn tin cho Hùng theo đường link phía bên dưới, Hùng sẽ để các đường dẫn phía bên dưới, Hùng sẽ để link Shopee để mọi người có thể tự đặt vào mua, hoặc là mọi người không biết đặt mua qua Shopee thì có thể nhắn tin Facebook cho Hùng, hoặc là liên hệ cho Hùng qua Zalo theo cái thông tin ở phía dưới video này nhá. Đấy thì đôi giày này là giá gốc là 1.250.000 thì cũng giảm giá rất là tốt, chỉ còn 640.000 quà tặng, cũng vẫn là tương tự như trên, và phí ship thì anh em vẫn tự thanh toán. Nói thật với anh em là không có thời gian cho anh em phải kỳ kèo với Hùng đâu, bởi vì là Hùng khẳng định là sau khi Hùng làm cái video này thì chỉ vài hôm là hết hàng, nên là anh em nào mà thực sự mà muốn mua và gọi là thoải mái thì Hùng để cho anh em mình nó mua bán nó thoải mái với nhau, đúng không? Đấy, công nghệ đây, chữ Xtracher này thực ra nó là cái công nghệ của hãng thôi. Đôi giày rất là đơn giản, nhã nhặn và đẹp. Đôi này cực hot bên Hùng đấy, mất hết hàng lâu lắm bây giờ mới kiếm được ấy, nhưng mà số lượng cực kỳ ít nha. Có size 40, 41, 42. 41 hình như là còn một đôi 40, còn hai đôi, và 42 còn hai đôi, số lượng rất là ít. Thực ra là Hùng lười làm video bởi vì là cứ để đấy cứ từ từ bán cũng hết mà, nhưng tôi làm video nhanh lấy tiền về mừng tuổi các cháu. Ok, và trọng tâm của các tầm giá này thì có lẽ là Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người hai mẫu giày tiếp theo trong tầm giá này. Ok anh em, chúng ta tiếp tục đến với mẫu giày tiếp theo. Là mẫu giày Li-Ning AITN 097. Đây cũng là mẫu giày tầm trung của hãng Li-Ning. Tuy nhiên đôi giày này lại áp dụng dòng đế tầm cao của hãng Li-Ning, dòng đế này áp dụng cho những đôi giày giá gốc là 1.750, 499 tệ. Thì đôi này là giày tầm trung nhưng nó lại áp được cái dòng đế này vào. Đây là một lợi thế. Tại vì sao? Dòng đế này là dòng đế mới của Li-Ning, ra mắt vào tháng 6 năm 2017. Đặc điểm dòng đế này đó là rất là bám sân, chống mài mòn tốt, có công nghệ chống lật, và đặc biệt nó rất nhẹ và êm. Nhẹ và êm là đặc điểm nổi bật của dòng đế này. Bởi vậy mà từ khi năm 2017 mà khi mà bắt đầu hãng Li-Ning họ ra dòng đế này ấy, thì ba đôi giày của Hùng đi đều là dòng đế này hết. Bởi vì rất đơn giản, nó nhẹ và chống lật và rất là êm. Đấy thì tự nhiên đôi giày tầm trung lại vớ được cái dòng đế tầm cao, không hiểu tại sao luôn. Dĩ nhiên là cái lót của nó vẫn là lót của giày tầm trung. Tất cả giày tầm trung, dòng đế kia, Hùng giới thiệu mấy đôi trước ấy và đôi này là giống nhau. Đấy là cái lót thôi. Còn quan trọng nhất vẫn là cái đế. Đây chất liệu, cái quan trọng các lớp chất liệu này này, nó giảm chấn. Và chất liệu của đôi này thì cũng khá là gọn, đúng không ạ? Đôi này dáng thuôn rất là đẹp. Chất liệu da thì da mềm, 100% là da. Da thì nhận sẽ không bị nổ gì hết. Lỗ thông khí thì nó đục các lỗ bé bé đây. Đây là màu đen vàng. Màu này, mẫu này là mẫu giày bán rất chạy bên Hùng. Đấy thì với đôi này thì có size 40, 41, 42 anh em. Tuy nhiên thì giá của các size nó sẽ khác nhau. Giá size 41 sẽ là 650. Và giá size 40 và size 42 sẽ là 690k anh em nhé. 1250 giảm còn 690k và 650k đối với size 41, quà tặng vẫn tương tự, phí ship mọi người tự thanh toán. Đấy đôi giày này đặc điểm rất là nhẹ và êm, đi rất là thoải mái. Nhìn nó đơn giản nhã nhặn như đẹp. Số lượng cũng rất ít thôi anh em nhé, tổng đôi mẫu này nó cũng chưa đến chục đôi. Tiếp theo nữa. Ok, cũng là mẫu AITN 097 vừa rồi, nhưng mà nó chỉ khác màu thôi nên là về công nghệ Hùng sẽ không giới thiệu lại. Duy nhất chỉ khác nhau màu sắc, về công nghệ chất liệu hoàn toàn giống nhau. Màu bạc này phải nói là cái màu sắc cực kỳ hiếm có ở một đôi giày cầu lông. Hùng nhớ là cái màu bạc này gần đây nhất mà hãng Li-Ning họ sản xuất một đôi màu bạc kiểu như này, đó là mẫu Li-Ning AITK 047 sản xuất năm 2015. Đấy, màu bạc này rất là đẹp và khi có ánh sáng chiếu vào nó sẽ sáng sáng lên. Rất thích màu này, nó khá là nổi bật và nó rất là đặc biệt. Dòng đế vẫn là thế, rất là êm, chống lật, giảm chấn các thứ đầy đủ. Đôi này đúng rồi, đôi này size 40, 41, 42 và tất cả ba size 40, 41, 42 thì đều cùng giá là 650.000 anh em, tặng kèm hai quần cản chống trơn và một móc khóa. Phí ship thì anh em vẫn tự thanh toán. Rồi không nói về phí ship nha, tất cả những mẫu giày bên Hùng bán thì anh em đều phải tự trả ship hết. Vì bán rẻ lắm rồi, chịu ship nữa thì lấy đâu ra lãi. Ok, tiếp tục hai đôi giày tiếp theo thì hai đôi này thì còn lẻ size thôi. Đôi giày này cũng là mẫu giày có dòng đế giống những ba đôi đầu tiên, không nói lại nữa. Chống mài mòn, thích hợp với sân bê tông, với công nghệ chống lật và giảm chấn. Dòng này không thể êm bằng, không êm bằng dòng mới của AITN 097 anh em. Đặc điểm của đôi giày này thì nó lại lợi thế của nó là chất liệu da của nó cảm giác rất là ngon, và màu của nó cũng rất là đẹp, đặc biệt và bắt mắt, màu đỏ đô kết hợp với các vảy như kiểu quân đội ấy, vảy giống như kiểu các họa tiết trên trang phục của quân đội ấy, vảy đen. Màu này thì rất là, mẫu này thì rất là hot bên Hùng. Phải nói thật là có hàng là hết, bây giờ cũng chỉ còn size 40 còn hai đôi thôi, có một khách dặn là để cho họ rồi thì nói thật là chỉ còn một đôi 40 cho anh em thôi. Anh em nào đi size 40 và thích đôi này thì liên hệ Hùng. Đôi này giá gốc cũng là 1250, nhưng mẫu này thì rất là hot trên thị trường và gần như là ít, rất ít khi có hàng. Giảm chỉ còn 730.000, 730.000 size 40. Đó. Và đôi cuối cùng trong tầm giá từ 520 đến 750. Một đôi giày màu trắng, mã là Li-Ning AITN 043. Giá gốc của con này là 1.4 triệu cơ.
dòng đế là dòng đế mới của Li-Ning ra mắt 2018. Cái này cũng công nghệ non-minking, nó cũng có chữ non-minking. Và công nghệ multi-flex ở đây này, multi-flex ghi ở đây này, non-minking ghi ở đây này. Đấy thì hai công nghệ multi-flex vẫn là công nghệ chống lật thôi. Non-minking là đế cao su chống mây mòn cao. Đấy, đế của con này khá là dày. Đế của nó khá là dày. Dòng này thì có thể vừa đi sân thảm vừa đi sân bê tông em thoải mái. Đấy, với đôi này là size 39,5. Size 39,5 có thể coi là size bé nhất cho nam của Li-Ning. Nó sẽ tương đương với size 39 của các hãng khác, ví dụ Kawasaki, Kumpo hay là Victor. Đấy thì size 39,5 của Li-Ning sẽ tương đương với size 39 của các hãng khác nha anh em. Chiều dài của nó là 24,5 cm, anh em nào chân khoảng 24 thì đi đôi này rất là đẹp. Đôi này thì màu sắc rất là đơn giản và nhã nhặn, thích hợp cho anh em chân bé. Thì đôi này đang giảm giá 1,4 triệu còn 750, duy nhất size 39,5 và có đúng hai đôi. Đấy, màu trắng rất là chất và chắc chắn. Đôi này cảm giác rất là chắc chắn, chất liệu da của nó rất là ngon. Đây là lưới dẹp đi và cảm giác nó sẽ rất là mềm mại và dễ chịu cho chân cũng như là thoáng khí. Ok, vậy là Hùng đã giới thiệu đến tất cả mọi người các mẫu giày trong tầm giá từ 750 đến 750. Bây giờ thì Hùng sẽ giới thiệu đến các bạn tầm giá là dưới 980k. Thì đôi giày đầu tiên là đôi giày có thể nói là ngon nhất trong tầm giá này, mà ngon ngang các đôi khác nhưng mà lại có mức giá tốt nhất, dĩ nhiên là nó cũng lẻ sai. Một đôi giày rất đẹp. Đôi giày này là mã là Li-Ning AITM075, thuộc giày tầm cao của hãng Li-Ning với giá gấp 499 tệ, nó rơi vào khoảng 1,7 triệu tiền Việt Nam. Nó áp dụng dòng đế này, gọi là dòng đế có thể nói là dày nhất của hãng Li-Ning, đồng nghĩa với đó là nó sẽ rất lâu bị mòn. Tuy nhiên đế dày thì nó sẽ kèm theo nó sẽ nặng hơn những đôi giày khác đó. Tiếp theo về chất liệu của đôi giày này, nó sử dụng chất liệu da kết hợp với vải dệt. Họ kết hợp này họ dùng công nghệ gọi là công nghệ ép nhiệt, mọi người có thể nhìn thấy không một đường chỉ nào hết, nó ép nhiệt lên. Như đây là công nghệ đẳng cấp của hãng Li-Ning, một trong những công nghệ nổi tiếng nhất của Li-Ning rồi. Thường nó chỉ áp dụng cho giày bóng rổ và giày chạy, nhưng mà bắt đầu từ năm 2017 đổi về đây thì Li-Ning đã áp dụng công nghệ này vào đa phần các mẫu giày cầu lông luôn, và trở thành công nghệ hiện đại nhất về giày cầu lông bây giờ. Đấy thì chất liệu da này, cái lớp bên đơn trong là vải dệt và cái miếng da này thì nó cũng sẽ cố định thêm lực cho cái khoảng này. Ví dụ anh em nào đi giày mà hay bị bục ở những điểm này hay là điểm này thì đi đôi này, nó sẽ cái miếng da này nó sẽ trợ lực thêm cho anh em. Đó, dòng đế này có công nghệ chống lật, mọi người có thể nhìn thấy nó làm cao hai bên này lên, làm cao lên, nó làm cao lên. Và đôi giày này chất liệu vải dệt nó rất là mềm mại, dĩ nhiên bên trong này nhét giấy nên không thể dí được nhiều. Đấy, rất là mềm và dễ chịu. Ở đôi giày này thì chưa bao giờ trên thị trường mà mọi người mua được mức giá dưới 1,3 triệu đâu ạ. Toàn 1 triệu, từ 1,3 triệu đến 1,6 triệu trên thị trường bán. Mà đôi giày rất là đẹp cơ, mọi người có thể nhìn thấy ạ. Đôi này cũng khá là êm. Càng đôi này mới đầu mọi người đi cũng sẽ cảm thấy nó chưa êm lắm, nhưng mà càng đi nó sẽ càng êm ra. Đấy, còn chất liệu này, chất liệu lót bên trong của nó này. Đây mọi người có thể nhìn thấy cái lót của những đôi giày tầm cao nó sẽ khác hơn. Mình rút ra cho mọi người xem lót của những đôi giày tầm cao. Đấy, đấy, nó sẽ xịn hơn những đôi giày tầm trung. Đơn giản thế thôi. Đôi giày này sản xuất vào năm 2017 nha anh em, trên giày nó cũng sẽ có in mã ngày sản xuất các thứ. Lật lót lên là thấy. Đấy. Thì đôi này giá gốc là 1,7 triệu hoặc là 1,750 tùy tỷ giá lúc nó lên nó xuống ấy, thì ông cứ tính là 1,7 triệu nha, 499 tệ mà. Thì giảm giá còn, anh em đừng giật mình nhá, 820.000. Dĩ nhiên là người nào may mắn mới mua được, bởi vì đôi này chỉ có size 41 và size 43 thôi. Size 43 có 2 đôi, 41 có 4 đôi. Anh em nào nhanh tay liên hệ thì được sở hữu. Đó, mình cất cái lót mà thôi, cái lót. Lót vứt ra một bên đã, vứt xuống đất. Tí nữa nhé. Tiếp theo, mẫu giày tiếp theo. Cũng là một mẫu giày khá là ngon. Ok, mẫu giày Li-Ning AIT. AIT đôi này lâu rồi không bán, còn lẻ sai. AITP015. Cũng là mẫu giày tầm cao của hãng Li-Ning với giá gốc là 1,750. Đây cũng dòng đế 2017 hôm nay Hùng nói đấy. Đặc điểm đó là chống mài mòn tốt, bám nền, chống lật cổ chân và rất là êm và nhẹ. Đôi này sản xuất năm 2018 thì phải. Đôi này sản xuất tháng 12 2018 anh em, cách đây 1 năm. Đây. Đôi giày này sử dụng chất liệu đó là vải dệt phía bên trong và phía ngoài là ép nhiệt các lớp nhựa, lớp vải, lớp da. Đấy. Thì mọi người có thể quan sát hai hướng. Đấy. Đôi này trên thị trường cũng đang hết hàng rồi. Đây anh em. Với mẫu này thì bên Hùng chỉ còn duy nhất size 42 thôi. Duy nhất size 42. Giảm giá 1,7 triệu còn 1,7 triệu còn 920.000 nha anh em. 920.000. Đó. Duy nhất size 42. Duy nhất size 42. Tiếp theo. Mẫu này thì lại lâu lắm mới kiếm được. Li-Ning AITM015. Một mẫu giày mà Hùng đã bán cực kỳ chạy và anh em cực kỳ yêu thích. Cũng là dòng đế đấy. Không cần nói nhiều nữa nhỉ. Nãy giờ nói suốt rồi. Đôi giày này sử dụng chất liệu nó là vải dệt. Mọi người thấy nó mềm không? Kết hợp với da, miếng da này nó sẽ cố định lực
sự chắc chắn cho đôi giày ở những cái điểm xung quanh này, chính là những điểm hay xảy ra những tình trạng ví dụ như anh em nào chân về hay là anh em nào chạy hay phanh gấp thì thường sẽ bị bục điểm này. Thì có cái miếng da rất là dày như này, nó hỗ trợ ở đây, nó trợ lực ở đây thì anh em đi hoàn toàn là yên tâm. Đôi giày này đi khá là nhẹ, ôm và êm chân, cảm giác đi rất là dễ chịu, nhẹ, an toàn, ôm và êm. Đôi này có size 40, 41 và 42. 40 còn 1 đôi, 41 2 đôi, 42 2 đôi. Anh em nào nhanh tay liên hệ, giá gốc cũng 1.7 triệu, sale còn 920. Màu này là một trong những có thể nói là màu đẹp nhất. Màu này và màu cam. Đấy, 40 41 42 nha anh em. Tiếp theo cũng là mẫu đấy. Màu cam, hai màu đẹp nhất. Tất cả giống hệt nhau khác màu thôi. Đôi màu cam này còn duy nhất một đôi size 43, một đôi size 43 duy nhất. Anh em nào may mắn đi size 43 và lại còn thích đôi này nữa thì nhanh tay liên hệ, vẫn là miếng da. Đó. Tiếp theo, mẫu giày này là mẫu giày Hùng đang đi và vẫn là dòng đế đó, chúng ta sẽ không nói lại nữa. Nếu mà mọi người tua video có thể xem lại những đôi giày đầu tiên Hùng đã giới thiệu về dòng đế này rất nhiều rồi. Ok, dòng đế này màu đen và kết hợp với vảy sơn trắng. Đôi giày này dùng sử dụng công nghệ lưới dệt và da ép nhiệt lên, rất đơn giản nhã nhặn. Đôi này đi rất là êm chân và nhẹ, đi rất là sướng, chạy rất là bon. Đôi giày này thì phải nói là cực kỳ hiếm. Ở Việt Nam thì đợt trước Hùng săn được đợt sale, Hùng ủ hàng, bây giờ ủ được ít hàng bây giờ mới bán. Thì đôi giày này giá gốc cũng là 1.7 triệu, bên hãng liệu vẫn bán 1.350 hay 1.3 hay 1.4 gì đó, tầm tầm đấy. Thì dĩ nhiên bây giờ đang có giá tốt cho anh em 1.7 triệu đi, không 1.750 nữa, tại vì ngày xưa Hùng tỷ giá Hùng nhân với 3.5, còn bây giờ tỷ giá nhân dân tệ nó xuống còn 3.4, tầm tầm đấy. Đấy. Rất là gọn, rất là đẹp. Đôi này vừa đi chạy bộ, vừa đi chơi, vừa đi đánh cầu các thứ đều ok hết. Nhẹ êm. Thì đôi này giảm còn 980 nha anh em. Có size 40, 41, 42, 43. Số lượng mỗi size chỉ có 1 đến 2, đến size nhiều nhất là 3 đôi thôi. Anh em nhanh tay liên hệ Hùng. Với đôi giày này bên Trung Quốc không có mà mua. Bên Trung Quốc nếu anh em nào hay xách tay Trung Quốc ấy, đôi này nhập hơn 1 triệu, nhập vào hơn 1 triệu. Thế nên là Hùng nói thật luôn, thay vì nhập bên Trung Quốc, Hùng, mọi người mua lại của Hùng luôn này. Cần gì phải nhập. Đôi này thì rất là độc và hiếm. Tuy nhiên nó phải có một cái gì đó. Hùng nói là Hùng đang đi luôn. Tiếp theo, mẫu giày Li-Ning AITM 071, size 071, còn hôm nay là 075, vẫn là dòng đế Chenlong TD đó, dòng đế dày và chống lật, chống mày mòn cao non minh kinh và multi-flex, công nghệ chống lật multi-flex đây, đây là cái điểm G chống lật của nó này, nó làm cao hai bên này, đó, thì về đế thì không cần nói nữa, nó những đôi dòng đế này nó sẽ hơi nặng, tuy nhiên do đế nó dày nên là nó mới nặng như thế, thì cái độ chống mày mòn của nó sẽ lâu bị mòn hơn các đôi khác, nó sẽ chỉ khác đôi kia ở chất liệu, đôi này sẽ cảm giác chúng ta sẽ đi cảm giác sẽ cứng hơn đôi kia, nhưng chất liệu của nó cứng hơn nhưng mà nó lại cao cấp hơn. Ok, đầu tiên là miếng da hỗ trợ lực, thì bên ngoài này vẫn giống hệt đôi kia nha, nhưng mà chất liệu da này là da bóng và miếng da này nó sẽ chắc chắn hơn. Tiếp theo, lưới. Đôi này có 3 lớp cơ, lớp lưới và một lớp bên trong nữa, mọi người có thể thấy những cái đường kẻ này. Thì đôi này thì về độ chắc chắn thì nói chung là chắc chắn tuyệt đối, không bao giờ có chuyện bục, trừ khi là anh em đi khoảng vài năm xong rồi nó ẩm ướt, xong rồi chất liệu nó bị nó bị mục ra thì nó mới bị đấy được thôi. Đấy. Đôi này thì từ khi ra mắt nha, bên hãng họ chưa bao giờ bán dưới mức giá 1.6 triệu anh em ạ. Tất cả cửa hàng đều bán 1.6 triệu hết mà không có giảm giá bao giờ luôn. Lần này Hùng kiếm được vài đôi lẻ cho anh em nhá. Đôi này có size 40, 41, 42, 40 còn đúng một đôi, 41 còn 2 đôi và 42 còn 2 đôi, 43 còn một đôi nữa. 1.7 triệu giảm còn 920.000. Tặng hai quần càng chống trơn và một móc khóa. Đó, màu xanh rất đẹp, nói chung đôi này chất, mã là AITM 071. Anh em nào không tin, nghĩ Hùng bốc phét về giá thì lên mạng gõ thử nhé. Tiếp theo, còn đôi cuối cùng trong tầm giá cũng là đôi Hùng đã từng đi, mà chính xác là đôi trước mà Hùng đi. Li-Ning AITM 081, vẫn dòng đế đấy, 2017, chống lật êm, nhẹ, an toàn cho chân, chống mày mòn cao. Đôi giày này thì cái đế không cần nói, về chất liệu da thì nó làm 100% là da, da rất là mềm. Cái việc da mềm này chúng ta sẽ đi cảm giác nó rất là êm và dễ chịu cho chân, nên là lỗ thoáng khí. Đấy. Chất liệu da mềm như này, nhiều người nghĩ tưởng nó mong manh và nó có thể kiểu bị bong hay nổ, nhưng không bao giờ. Hùng đi hơn 1 năm, Hùng đi hơn 1 năm mà đôi giày này nó tã hết rồi nhưng mà da nó vẫn còn ngon. Đôi này thì Hùng cảm giác là nó đi thích hợp với sân thảm hơn. Đôi giày này rất là nhẹ nhá, so với các đôi khác trong tầm giá thì đôi này là nhẹ nhất. Đôi này nó rất là đơn giản và nhã nhặn. Anh em đôi này thì đi chơi cầu lông hoặc chạy bộ cũng được, bởi vì nó rất là êm nhẹ và nó có những cái cảm giác mà giống như giày chạy. Đôi này 1.7 triệu, cũng sale còn 920. Có size từ 40 đến 43, 40 còn 2 đôi, 42 còn 2 đôi, 41 thì còn khoảng 4 đôi và 43 cũng còn khoảng 3-4 đôi. Đôi này là còn nhiều nhất đấy, giờ mãi lâu nay mới kiếm được này. Đấy, Hùng còn đang định là mấy nữa đôi kia hỏng lại lấy đôi này đi, tại vì giá đang tốt mà đúng không?
Mà đôi này đi từ trước giờ cũng rất hài lòng, trước ông bán cho một khách mà khách còn lấy đôi này để so sánh với đôi Comfort Z của Yonex, bảo có những đặc điểm đi cảm giác nó giống, đi rất là êm, rất là nhẹ, rất là sướng đấy. Và đôi cuối cùng thực ra nó cũng là đôi đấy thôi, nhưng mà đôi này thì cái hộp đợt này kiếm được mấy đôi lẻ lẻ thế nào. Ok, vẫn là Linh AITM 081 nhưng mà nó là màu đen cam giống hệt thôi, chỉ khác về màu sắc thôi. Với đôi này thì kiếm hiếm lắm. Đợt này cũng kiếm được một đôi size 40, một đôi size 41, một đôi size 42, một đôi size 43. Tổng có 4 đôi nha anh em. Cái hộp của nó do vận chuyển lẻ 4 đôi, không vận chuyển cả thùng ấy, nên là cái hộp của nó hơi bị bẹp. Về chất lượng giày thì không sao nha anh em ơi, nhìn thấy cái hộp nó hơi bị móp méo và bẹp thì cũng chả sao cả. Đấy. Có gì anh em thông cảm. Size 40 đến 43. Thì màu này thì bán chạy hơn màu trắng. Đôi này thì nhẹ và ngon. Có 14 đôi thôi. Đấy, thế là mình đã tổng kết hết những đôi. Bây giờ sẽ còn 4 đôi giày cuối cùng. Là 4 đôi giày ở mức tầm cao. Cũng tầm cao, cũng thực ra cũng chỉ bằng mấy đôi kia thôi, nhưng mà nó là những mẫu mới, nó siêu ít hơn. Ok, chúng ta đến với mẫu giày mức giá trên 1.1 triệu. Ok, xin giới thiệu đến mọi người mẫu giày mới nhất của Li-Ning, mới về Việt Nam. Mẫu giày Li-Ning AITP 031 màu đen. Nó vẫn áp dụng dòng đế đó, không cần nói nhiều anh em nhỉ. Êm nhẹ, chống lật, an toàn. Chất liệu da nó sử dụng, đây cái miếng da, đây là miếng da, nó sử dụng ép nhiệt lên lớp này, là lớp vải dệt. Cái này nó cũng ép nhiệt cái miếng da biểu tượng Li-Ning lên, và cái chất liệu vải dệt này nó sẽ làm cho chúng ta cảm giác đi vào chân nó sẽ là ôm và nó dễ chịu, rất là dễ chịu. Mình rất thích đi những cái dòng, nhìn phía đằng sau đuôi của nó, chất liệu các thứ rất là cao cấp, phải sáng trắng nha. Đấy, đôi giày nhìn đơn giản nhã nhặn, đôi này vừa đi chơi vừa đi chạy bộ vừa đánh cầu vừa tập gym các thứ được. Đôi giày đa năng. Đôi này cũng rất là nhẹ, nhìn nó rất là nhã nhặn và huyền bí, màu đen. Đôi này giá gốc là 1.7 triệu, bên hãng thì họ đang bán với giá 1.350 triệu, à 1.350 triệu hay 1.4 triệu gì đó. Thì Hùng cũng mẫu này mới vừa mới sản xuất năm 2019 này thôi, 19 tháng 7 năm 2019, và dĩ nhiên đấy là ngày nó sản xuất, xong nó còn vận chuyển phân phối về Việt Nam nữa. Thì đây là mẫu giày vừa mới về Việt Nam thôi, thì đã có mức giảm giá rất là tốt rồi, 1.7 triệu còn 1.150 triệu nha anh em. Với những mẫu giày tầm cao này thì sẽ đều được tặng tất hết. Sẽ được tặng một đôi tất, Hùng sẽ tặng mọi người một đôi tất Yonex xịn trị giá 70.000. Quà tặng một đôi tất Yonex xịn trị giá 70.000. Anh em nào muốn thử dùng thử cuốn cán bên Hùng thì có thể nhắn tin nhắc nhở Hùng, Hùng sẽ tặng thêm cho 2 cái để anh em trải nghiệm cái sản phẩm cuốn cán đặc trị mối tay trơn tuyệt vời, rất là tuyệt vời, bên Hùng đã giới thiệu với anh em rất là nhiều rồi. Tiếp theo, một mẫu giày cũng vừa mới về Việt Nam, mã là Li-Ning AITP 023. Đôi này là đôi đắt nhất. Chính xác là đắt nhất 1.2 triệu. Nhưng mà đắt thì sắt ra miếng. Dòng đế lớp ngoài vẫn là cao su chống mài mòn, chả qua nhìn nó như này mọi người nghĩ không phải cao su ơi, nhưng mà nó sơn màu vào. Tiếp theo nữa, đôi giày này mọi người có nhìn thấy rất là chất, đây nó là miếng nhựa. Miếng nhựa này. Đây là công nghệ, người ta gọi là công nghệ chống xoắn. Công nghệ chống xoắn nó sẽ giúp cho đôi giày, ví dụ khi chúng ta chạy thì nó sẽ ổn định, nó không bị xoắn đôi giày lại. Chúng ta chạy những cái đôi giày mà rẻ tiền thì nó không có cái công nghệ chống xoắn các thứ như này. Và đây có miếng nhựa. Miếng nhựa và cái miếng này nó đều là công nghệ chống xoắn, thì giúp cho cái đôi giày nó giữ cái trạng thái ổn định tốt nhất và chắc chắn nhất. Và đôi giày này thì nó sử dụng hai chất liệu, đó là chất liệu da và ép nhiệt vào lưới. Lưới thì sẽ khiến cho chúng ta, đây lưới của nó cũng không bị xước vì nhau, Hùng cạo như thế thành tiếng này. Mọi người thấy chất liệu da rất là ngon, nó ép nhiệt vào nhìn rất là đẹp và bắt mắt. Và đặc biệt là chúng ta để ý đây là dòng đế mới Li-Ning, chất liệu giảm chấn của nó, biểu tượng đây Li-Ning Cloud. Đây chính là cái chất liệu mà hôm trước Hùng vừa đăng một cái video mà nó so sánh với Power Cushion ấy. Dĩ nhiên là cái này có nghĩa là nó phải dày hơn Power Cushion thì nó mới giảm chấn bằng Power Cushion. Thì cái này đấy mọi người thấy để thấy, đây lớp Cloud rất dày. Thì cái lớp này nó thả quả trứng đấy, video cũng thả quả trứng hiểu Yonex rơi xuống và quả trứng bật ra ngoài, rơi xuống đất mới vỡ. Chứ quả trứng rơi vào cái miếng Li-Ning Cloud này, nó không bị vỡ, nó bật ngược lên luôn. Đấy, thì mọi người đủ biết là khả năng giảm chấn của nó tốt như thế nào. Đây là công nghệ mới nhất của Li-Ning về giảm chấn. Và nó đã áp dụng vào dòng đế này. Cái đôi nào có dòng đế như này thì nó có công nghệ đó. Nổi bật nhất, chống mài mòn, chống lật, chống xoắn, giữ ổn định và cuối cùng là giảm chấn Li-Ning Cloud. Đây anh em, đôi giày này nhìn phong cách của nó rất là hiện đại. Rất là hiện đại. Đấy, thì đôi này giảm còn 1.2 triệu, tặng tất. Và nếu nói thực chất, nếu mà giá gốc đắt nhất thì phải là đôi này, Li-Ning Sonic Bomb. Mẫu giày sản xuất năm 2018. Dòng đế này cũng có hai miếng nhựa luôn, chống xoắn và một miếng nhựa ở giữa. Nó công nghệ chống xoắn thôi, cái đế của nó rất là mố.
cũng có đầy đủ công nghệ chống lật, giảm chấn và chống mài mòn, chất liệu giảm chấn của nó cũng rất là mềm. Đây mọi người thấy, đây là miếng nhựa nó còn vòng lên cả trên này, đấy sự ổn định của đôi giày này là dòng đế phải nói là ổn định nhất trong tất cả các dòng đế mà mọi người sẽ giới thiệu đến mọi người. Đây cũng là đôi giày có mức giá gốc cao nhất. Đôi này trước nếu mà giá nói về giá, đây là sản phẩm Việt Nam nhập khẩu nhá, thì họ sẽ để cái mức giá đang bán là 1.490.000. Mọi người mua ở các shop đều 19.490 hết. Và giá gốc khi mà nó mới ra mắt ấy, nó là 599 tệ bên Trung Quốc ấy. Bên Việt Nam thì nó đã có cái điều chỉnh giá về giá tiền Việt rồi. Thì nó đang bán 1.490, nhưng bên Trung Quốc thì con này giá gốc khi mà mới ra mắt là 599 tệ, nó rơi khoảng 2 triệu. Với đặc điểm của dòng đế này thì nó lại không êm bằng mấy dòng đế kia, không êm bằng dòng 2017 và dòng ngay và dòng đôi vừa rồi mình giới thiệu. Nhưng mà đi về một thời gian thì nó sẽ êm dần lên. Cái kiểu của mấy đôi cao cao ở Liên Minh nó toàn thế thôi. Đây còn nó sử dụng chất liệu da để nó tăng sự ổn định, và đây cái chất liệu lưới này rất là êm. Tuy nhiên thì đôi giày này form nó rất là gọn chân anh em ạ. Và cái độ mọi người có thể nhìn thấy chỗ này nó làm hơi bẹt này. Nên là anh em nào mà chân kiểu dày ấy và chân mà bé ấy, thì sẽ không đi được đôi này. Đấy thì xin chia buồn với những anh em có cấu trúc chân kiểu như thế. Còn anh em nào chân mà kiểu thuôn và gọn ấy, đi đôi này rất là êm và rất là thích. Sonic Boom. Đây giày cao cấp nhất, tuy nhiên thì đôi này đang được bên Hùng khuyến mãi chỉ còn 1.1 triệu và cũng tặng tất anh em 1.1 triệu thôi. Tuy nhiên thì chỉ còn size 40 và 42 thôi anh em nhá. Số lượng mỗi size chỉ có 2-3 đôi thôi. Anh em thích đôi này thì liên hệ Hùng. Nhớ là anh em phải chân thuôn và chân gọn nhá. Chứ chân mà bè mà dày mà đặt mua đôi này xong tí kêu cảm giác kích chân thì tự chịu ship đổi hàng. Thực ra thì Hùng cũng không muốn bán, đã biết mọi người chân bè nhưng biết thì Hùng không bán đâu, nói thật. Số lượng hàng thì nó ít mà cứ đổi thì nó cũng mệt. Thực ra Hùng đổi thì Hùng cũng chẳng mất cái gì đâu, bởi vì phí ship mọi người phải tự chịu thôi, nhưng mà nhớ đâu ví dụ đang trong quá trình đổi hàng mà có người hỏi mua thì lại chẳng có hàng để bán, kiểu như thế. Đấy, đôi này rất là ngon. Còn đôi nào, còn một đôi nữa. Đôi này thì hiếm ở Việt Nam không có, sách tay bên Trung Quốc thì Trung Quốc cũng rất là đắt. Đôi này là đôi cùng dòng đế nhá, với đôi trước mà giới thiệu đấy, miếng nhựa chống xoắn, công nghệ Paralock, công nghệ chống xoắn, miếng nhựa chống xoắn, đế Cloud. Đôi này còn nhẹ hơn đôi kia cơ, chất liệu vải của con này, vải dệt của con này còn mềm hơn, chất liệu da nó cũng mềm hơn. Đôi này làm cho cảm giác nó như kiểu một đôi giày chạy anh em ạ. Thì với anh em mua đôi giày này thì nó rất là đa năng, vừa đi chạy vừa đi đánh cầu. Đôi này nhẹ nhẹ dã man luôn, chắc là nhẹ nhất trong tất cả những đôi vừa rồi Hùng đấy, hoặc là nó nhẹ ngang với cả đôi ITM081 trắng và cam đen lúc nãy Hùng giới thiệu đấy. Đôi này nhẹ hơn một chút, có thể nói đôi này nhẹ nhất. Thì đôi này giống giày chạy lắm anh em, nhưng dĩ nhiên dòng đế của nó đây là chuyên về cầu lông, như trên giày nó cũng in là giày cho chơi cầu lông luôn. Thì đôi này đi tập gym, đi chạy bộ hay là đi làm đi chơi nhìn nó rất giống giày thời trang, rất giống giày chạy luôn, mà nhẹ, chạy bộ thì chắc chắn nó rất là sướng và đánh cầu cũng rất là sướng. Dĩ nhiên nếu anh em nào muốn nó bền thì tốt nhất là chỉ nên dành để đánh cầu thôi, còn nếu để đi đa năng thì sẽ thời gian cái gọi là độ bền của nó sẽ kém hơn, nó sẽ nhanh hỏng hơn. Đơn giản là mọi người cứ sử dụng để đi tất cả các hoàn cảnh thì nó dĩ nhiên là nó đấy, nó sử dụng vải dệt cộng với da ép da. Đôi này rất là hiếm nha anh em, bên Trung Quốc bán rất là đắt. Hùng sale săn được từ hôm khuyến mãi 12 tháng 12 vừa rồi đấy. Đợt khuyến mãi 12 tháng 12 vừa rồi là khuyến mãi gần như sâu nhất trong năm của Trung Quốc. Hùng đã kiếm được. Đôi này thì có size 39,5 đến size 43, 39,5, 40, 41, 42, 43. 39,5 có một đôi, 43 có hai đôi, 41, 42 có ba đôi, 40 có ba đôi. Đấy. Thì cái này vừa mới về Hùng còn chưa kịp giới thiệu đến anh em. Thì bây giờ giới thiệu cho anh em tranh thủ cơ hội mua nhá. Giá đôi này là 1.7 triệu sale còn 1.1 triệu. 1.1 triệu thôi. Cũng sẽ tặng một đôi tất Zonex xịn. Và cảm ơn mọi người, video đã kéo dài đến 30 phút rồi. Anh em đang có nhu cầu thì anh em hãy liên hệ Hùng ngay, đảm bảo tất cả các sản phẩm đều là chính hãng 100%, có thể kiểm tra chính hãng và check code trên trang của chủ của hãng Li Ninh, và đảm bảo là mức giá là cực kỳ tuyệt vời, có thể nói là xếp vào dạng tốt nhất trên thị trường. Dĩ nhiên là không thể so sánh với mấy ông ví dụ nhập được 1-2 đôi xong rồi bán mãi không được, mấy ông bán lỗ vốn thì Hùng không tính mấy ông đấy làm gì, nhưng mà đã kiểu làm ăn thì giá bên Hùng rất là tốt và các sản phẩm đều là chọn lọc chất lượng hết. Thì anh em nào đang có nhu cầu thì liên hệ Hùng, hoặc có bạn bè gì, có bạn bè hoặc là những anh em chơi cầu cùng mà có nhu cầu mua giày thì hãy liên hệ cho Hùng ngay. Hàng không chờ một ai, số lượng rất ít, sau khi Hùng đăng video này hàng sẽ bán rất là nhanh. Bởi vậy mà hãy tranh thủ cơ hội cuối năm này đi, không bao giờ có cơ hội lần thứ hai như này đâu. Cảm ơn mọi người rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại tại các video sau của Hùng. Có lẽ các video sau Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người những mẫu giày vợt, những mẫu vợt cầu lông thực sự rất là tuyệt vời. Hùng mới kinh doanh vợt cầu lông anh em, vợt cầu lông chuyên về Li Ninh nhá. Anh em có nhu cầu tư vấn cho mình một cây vợt phù hợp và chất lượng thì hãy cũng liên hệ Hùng. Cảm ơn rất nhiều, ngoài ra Hùng bán rất là nhiều thứ khác liên quan cầu lông. Anh em nào có nhu cầu thì cứ nhắn tin, có thì mới giới thiệu đến anh em, còn không có thì giới thiệu anh em shop khác và bảo là không có thế thôi. Bye bye, chào hẹn gặp lại. Đi ăn đã, bye bye. Nó không bị trượt ngón nữa, đặc biệt là những cái điểm số quan trọng ấy. Thế anh em mà cuốn cán trơn thì đánh cầu rất dễ là bị trượt. Một là tình gọi là cái tình huống xấu nhất là mình bị bay vợt. Không thì mình cũng sợ bay vợt nhưng mà mình không dám bung ra đập cầu hết cỡ, cũng như là ví dụ dí cầu tì cầu ngang ấy thì nhiều khi là cuốn trơn nó bị trượt ngón thì rất là khó chịu và cầu nó đi không chuẩn, nên là nhiều khi là khiến nó không theo ý mình, và ví dụ đánh độ chẳng hạn thì thua cũng do cuốn cán, nhưng không phải là biện minh đâu. Nhưng mà nhiều khi đúng là Hùng đánh cầu ngày trước đánh trơn do cuốn cán anh em ạ, do cuốn cán đấy, không phải do anh em đánh kém đâu.
do cả hai. Hello anh em. Anh em có biết trên tay Hùng đang cầm cái gì không? Đúng rồi đấy. Đây chính là cuốn cán chống trơn đặc trị mồ hôi tay trơn tuyệt vời độc quyền sở bất Hùng phân phối. Xin chào anh em. Hôm nay thì cuốn cán chống trơn bên Hùng thì đã về khoảng mấy chục hộp. Đấy. Thì ở đây là quân cán chống trơn đặc trị mồ hôi tay và trơn tuyệt vời độc quyền do Sport Hùng phân phối với duy nhất hai màu xanh và màu vàng. Thì cái sản phẩm quân cán chống trơn này thì nó giúp cho anh em nào mà hay bị mồ hôi tay và hay bị trơn tuyệt vời ra nhiều mồ hôi, giúp cho anh em không gọi là khi anh em dùng cái quân cán này thì nó sẽ rất là bám tay, nó rất là bám tay và nó rất là mút, nó thấm mồ hôi cũng rất là tốt. Như mọi người có thể dễ dàng quan sát là ở trên màu vàng thì hơi khó nhìn, màu xanh mọi người có thể thấy những cái phấn phấn trắng trắng ở trên quần cán. Thì nó dường như là trong cái quá trình sản xuất thì nhà sản xuất thì người ta có pha bột chống trơn vào, nên là cái việc mà quần cán nó chống trơn và thấm mồ hôi thì rất là tốt. Hùng thì phân phối sản phẩm này cũng chắc là được hơn năm nay rồi, thì nhận được sự ủng hộ và những đánh giá phải nói là rất tốt từ anh em nông thủ, đặc biệt là những anh em nào mà trước kia mà bị ra mồ hôi tay trơn tuột vợt thì sau khi dùng sản phẩm bên Hùng thì trên 95% là anh em đều hài lòng và quay lại mua. Thế nên mọi người cũng có thể ít khi đợt này cũng ít khi thấy Hùng đăng bán, bởi vì hàng cứ về thì Hùng cũng lười đăng, tại vì anh em khách quen họ cứ mua rồi đấy, dùng quen rồi. Thì nếu anh em nào bị mồ hôi tay trơn tuột vợt và dùng một số loại quấn cán ví dụ như kiểu VS hay là Yonex Flex hay là Yoto mà thấy không hợp mà nó vẫn bị tuột vợt thì Hùng nghĩ rằng anh em sẽ phù hợp với loại này, bởi vì đa phần khách của Hùng thì là họ không hợp với loại kia, họ dùng Yonex xịn. Họ dùng Yonex xịn thì nó tốn kém quá anh em ạ, toàn 30-35 nghìn một chiếc mà dùng cũng chỉ được mấy hôm thôi. Thì bắt đầu chuyển qua cái loại này dùng thì một là nó giúp giải quyết vấn đề mồ hôi tay, mình đánh cầu tự tin hơn. Mình ví dụ khi mình tì ngón tay bắt lưới các thứ thì nó không bị trượt ngón nữa, đặc biệt là những cái điểm số quan trọng ấy. Thì anh em mà quấn cán trơn thì đánh cầu rất dễ là bị trượt. Một là tình gọi là cái tình huống xấu nhất là mình bị bay vợt. Không thì mình cũng sợ bay vợt nhưng mà mình không dám bung ra đập cầu hết cỡ, cũng như là ví dụ dí cầu tì cầu ngang ấy thì nhiều khi là quấn trơn nó bị trượt ngón thì rất là khó chịu và cầu nó đi không chuẩn, nên là nhiều khi là khiến nó không theo ý mình, và ví dụ đánh độ chẳng hạn thì thua cũng do quấn cán, không phải là biện minh đâu, nhưng mà nhiều khi đúng là Hùng đánh cầu ngày trước đánh trơn do quấn cán anh em ạ, do quấn cán đấy, không phải do anh em đánh kém đâu, do cả hai. Đấy thì anh em nào chưa trải nghiệm sản phẩm bên Hùng mà vẫn chưa tìm được cái loại quấn cán phù hợp thì thử trải nghiệm xem, thử thôi, thử xem nếu hợp thì dùng lâu dài, còn không hợp thì thôi. Nhưng mà nói chung là nếu đã mồ hôi tay chân tuột vợt rồi thì Hùng khẳng định là 99% là anh em hợp quấn cán bên Hùng. Đấy, quấn cán không có thương hiệu nữa nhá, chả lẽ lại in thương hiệu Sport Hùng vào, không thương hiệu gì nhá anh em. Mấy anh em cứ hỏi quấn thương hiệu gì, bảo không có thương hiệu gì đâu, thương hiệu Sport Hùng. Tại vì những cái cuốn kia nó có thương hiệu thì đa phần ví dụ Yonex Fake thì nó cũng in mấy cái cuốn nhái ấy, thì nó cũng chỉ in thêm cái chữ và thôi, tăng giá cho nó giải quyết được vấn đề gì. Quan trọng nhất là nó vẫn giải quyết được vấn đề mồ hôi tay chân tuột vời của anh em mình nhỉ. Đấy, thì bên Hùng vừa mới về, chỗ này chắc bán khoảng 2 tuần là cũng hết, thì mỗi tháng bên Hùng về 2 đợt mà. Thì muốn giới thiệu cho anh em nào chưa biết đến Hùng thì dùng thử xem, chứ còn khách quen thì cũng nhiều rồi, đâm ra rồi mình cũng lười. Ngày xưa nếu mọi người để ý Hùng suốt ngày giới thiệu quân cán, nhưng mà bây giờ lười quá, tại vì có khách có dùng quen rồi. Thì làm video này để giới thiệu cho anh em nào chưa dùng thì dùng thử xem. Ok, cảm ơn mọi người nhá. Bye bye.